Em sẽ ngồi mà chú. Con đứng làm gì ạ? Con dễ kẹo đạo mấy là đạo kẻ lấy kẹo của con hỏi ăn luôn á. Ai cho con ăn kẹo vậy? Hả? Kẹo. Cha không cho ăn kẹo, ăn kẹo con sẽ bị sâu răng. Đúng không? Con kẹo rồi con đánh ăn luôn à. Đánh cũng bị sâu răng nữa. Đánh cũng bị sâu luôn. Tại sao ăn kẹo? Hả? Hả? Tại sao sửa ăn kẹo? Tại vì con nói rồi. Tại vì cha không cho con lẻ á, mà con phải ăn kẹo tới. Cái lý do kỳ cục vậy? Cái lý do đó luôn liên quan tới việc ăn kẹo đâu? Hả? Hả? Hồi nãy tao không dậy. Hồi nãy cha không chia con đá con kẹo luôn. Kỳ vậy? Ăn à? Thôi, ăn kẹo là súng răng rồi sao? Súng răng là xấu rồi sao? Hả? Đánh răng. Đánh răng cũng súng răng luôn. Đánh răng cũng sâu răng luôn. Rồi nãy giờ ăn lâu chưa? Đã con nói mẹ rồi. Nãy giờ ăn lâu chưa? Hả? Rồi không giữ kẹo rồi đi mất kẹo sao? Mẹ, ăn xong rồi đi uống răng luôn. Thấy không, mẹ nói rồi. Nếu đánh răng xong cũng bị sâu nữa. Mẹ mau phải ngủ. Mẹ mau phải ngủ với con ha. Vậy cha ngủ với ai? Rồi cha ngủ với anh hai. Sao vậy? Mẹ nói vậy á. Sao mẹ nói vậy nào đâu? Đừng nói lại. Thôi ăn kẹo bị tôi bắt quả tang luôn rồi. Mẹ ơi, tôi quay clip làm bằng chứng luôn rồi. Ăn kẹo rồi đi. Mẹ ơi, mẹ đừng có ngủ với cha nha. Sao kỳ vậy? Con này, cha còn dễ kẹo nha con mà. Dốc, nãy cha thấy nó ăn đó mẹ ơi. Cha phát hiện nó ăn đó. Cha quay clip lại luôn rồi ạ. No rồi. Ý cũng mai mình quay clip lại luôn á. Con dễ cho, con dễ con không ăn. Thiệt không? Con dễ con không có ăn. Rồi giữ tới khi nào? Hả? Giữ tới khi nào? Mẹ chắc anh. Tại sao? Tại sao lén lút? Hả? Cùng giơ tay tay cho một nhà tay. Mẹ các bà cùng giơ tay. Tại sao ăn kẹo? Cha dặn ở nhà không được ăn kẹo mà. Hả? Tại vì ô bữa cô giáo cho con kẹo cà phê với lại kẹo màu cam lắm nha mà. Nhưng mà ăn kẹo nhiều sẽ bị súng răng rồi sao? Đây nè hồi nãy cô giáo cho con kẹo mút á, con ăn kẹo rồi con đi đánh răng luôn á. Đánh răng cũng bị sâu răng luôn. Con vô lớp con cũng đánh răng luôn. Có ai biết đâu trong lớp có đánh răng không? Không tin nè bà con cô bác, ăn một lượt hai cái kẹo luôn nè, đó thấy không? Vậy mà nói đó, cha dặn ở nhà không được ăn kẹo. Nói sáng hứa với cha là không, nhà không được ăn kẹo, về cha đi làm về cha phát hiện ăn được hai cái kẹo luôn. Hả? Là sao? Con đi học con về con phát hiện cha ăn kẹo luôn. Cha ăn kẹo rồi nào? Cha ăn kẹo gì? Cha ăn kẹo này nè. Cha không có ăn kẹo đó nào. Con đi. Rồi đưa cha ăn luôn phải không? Dạ. Thiệt không? Dạ cha ăn kẹo. Trời trời. Mẹ một lần con ăn hết luôn rồi con đi gắn cho ăn luôn. Du quan giá quả cho tôi nữa hả? Hay quá. Mẹ ơi nè. Cái gì cũng mép mẹ là sao? Hả? Mẹ con ăn kẹo mút hết luôn rồi con đi gắn lên cho mẹ luôn. Con giỏi luôn. Không có giỏi. Nè bà con cô bác nha, bình luận nè bà con cô bác nè. Trà sữa ăn nè, kẹo nào trà sữa sẽ bị súng răng, mút trà sữa sẽ quắc luôn.
đó bị sâu răng nè, nè con bị sâu răng đau khóc luôn nè. Vẽ cái gì? Con vẽ của A bò. Vẽ cái gì vậy? Nó hả? Bây giờ phải con vẽ tên bé không? Vẽ cái gì? Bây giờ con vẽ một ngôi nhà. Em dẹp kẹo đi, giữ kẹo hoài hả, nãy giờ ăn kẹo bị phát hiện xong ngồi đó giữ hả con? Con gái quá trời quá đất con gái rồi. No, quá đất con gái của cha luôn rồi. Quá trời quá đất con gái của cha luôn rồi. Ăn kẹo của đứa hừa tôi nữa. Đứa hừa tôi nữa. Hả? Vô duyên thiệt. Mai mất rồi không được ăn kẹo nha cha. Cha không ăn kẹo nha cha. Con á, con ăn kẹo kìa. Đó, ăn kẹo, đang lén lút ăn kẹo xong thấy mình cầm máy lên mình quay, sợ bà con kiếm chị vỡ nên nên ăn kẹo. Nè con ăn kẹo rồi con đi lắm ra ông cho mẹ luôn. Nè con cố lắm về mặt đen, con cố lắm về mặt đen luôn. Con đánh kem của mẹ. Ăn ra đây sâu không? Nghe đây, đó sâu không? Nè, sâu quá trời, sâu hết luôn rồi. Hết nguyên hàm luôn rồi. Nè, nguyên hàm sâu luôn rồi nè. Rồi, kêu bác sĩ bắt sâu luôn. Con sâu rớt xuống áo luôn kìa. Đó, con sâu đó. Ghê không? Ờ. Con bắt không? Con sâu đó. Mẹ có phải con sâu không? Có phải con sâu không? Mẹ có phải con sâu không? Có hay không? Mẹ nói là không phải con sâu. Con sâu nó có hai con mắt kìa. Cái con gì? Nó có con mắt với mũi kìa. Nó giống con heo quá vậy. Hả? Con gì? Nay tôi đi theo quay suốt luôn. Con đi dạy tôi lặng cho nó hết. Con vô con bỏ tôi ăn rồi con. Nó con ngắt luôn khỏi ăn luôn. Ừ, nó ngắt khỏi ăn luôn. Theo tôi quay. Tôi quay là quay làm bằng chứng. Đó, ăn kẹo kìa. Lúc nào bỏ kẹo vô miệng là tôi quay phát hiện liền. Tủ lạnh đâu? Tủ lạnh đây nè, nè có cắt cắt nè. Đó ừ. Là có mây khô luôn kìa. Cái gì? À, mây khô. Có cái đó. Gì? Mây khô. Có mây khô hả? Mây khô ở trên kia kìa. Mây khô gì? Mây khô ở trên kia kìa. Trời ơi, có khô mai kia mây khô không mà. Đó nha. Nói ngược ngạo không mà. Đó xô xô. Phải đúng của bạn nè. Ủa cỏ sao không có kẹo vô? Wow, đó là cái mây khô không? Mây khô đâu? Đó không? Cái đó là cái gì? Mây khô. Mây khô hả? Đúng rồi. Mây khô là sao? Mây khô mà chú chú gửi. Ai có? Ông bà chú gửi mây khô. Ông bà chú gửi mây khô hả? Ừ. Đâu? Đó. Đâu thấy đâu? Đây đây. Đây cha làm cái không? Mấy khô. Có đâu. Mấy khô ăn sao? Hai miệng là à, bỏ miệng ăn hết luôn. Ủa vậy hả? Cái vỏ luôn. Đơn giản quá ta. Thì ra đơn giản vậy ta. Ăn mấy khô đơn giản. Ủa? Rồi sao không dẹp kẹo? Nó dẹp kẹo vô tủ lạnh mà. Dình dình bưng hồi thế nào cũng lén ăn mà quay theo quay suốt luôn, thật khỏi ăn luôn. Mẹ cùng gia ta. Ta hết cùng một nhà ba. Bữa nào ta cùng gia ta. Ta cùng. Rồi. Học viên mồm là giờ là ở nhà cha. Cha ta là bóp bóp. Bóp viên mồm là năm món ta sạch đều. Học viên mồm là hai. Hai viên hai là bóp. Bóp viên mồm là năm. Năm ngón tay sạch đều. Hát dở à. Một nhịp một là hai tháng. Ba hát chung một nhà ba. Đu 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 đu. Hát bài khác đi. Hát bài sao Út nở vợ nó chồng đi. Anh hôn muốn tàu phải sao. Anh hạ dê mơ để em. Đẹp lắm luôn á. Để anh
Em dính đầu. Anh không muốn hợp phụ. Để em lộn chiếc lên trên kiến. Có chuyện kẹo nó rớt lên chỗ ngủ nè. Cho hai miếng. Cho chị ba miếng rồi. Đấy, đó, cho thấy sữa nè, thấy sữa không? Ta thấy sữa mùng kẹo kìa. Nó phát hiện sữa kẹo rồi đó. Thấy không? Thấy chưa? Con chói thấy chưa? Con chói không? Chưa lắm. Hả? Chói không? Sữa cho ăn một miếng sữa. Sữa con chói không? Mẹ cho ăn chị hai kẹo. Chị hai kẹo hả? Sữa ăn gì? Cho chị hai sâu răng luôn phải không? Ừ. Cho chị hai sâu răng, cho răng sâu ăn răng chị hai hết luôn. Dạ. Cho chị hai sâu răng. Con dễ thôi à, con không cần. Hả? Con dễ thôi à, con không cần. Dễ hả? Con ăn hả? Thèm lắm rồi. Tình nghiệp thôi. Thèm lắm rồi. Vậy mà quay clip kia đây. Con dễ là con không ăn. Ta là lòng. Ta là lòng. Có bà du chi. Thôi. Nè nói các bạn nhỏ ơi, ăn kẹo thì sao? Thì sẽ bị sâu răng. Làm gì để không bị sâu răng? Hỏi quá bài hả? Bị gì? Bài giảng. Làm gì? Bị đóng răng. Phải làm gì? Phải làm gì để không bị sâu răng? Hả? Tay bị gì vậy? Tay bị cái máng. Sao con xuất da vậy? Con chốt gà bóng tay quá. Trời đau lắm á. Rồi bóng chân con đau. Hai cái bàn chân. Đau đưa hai bàn chân coi coi. Xếp đây. Xếp gà con lại. Đây. Đây xúc móng luôn. Đây đây. Rồi băng tóc móng rồi. Nè nè đau không? Rồi mất tiêu cái móng rồi. Mất tiêu móng bị rồi đó. Rồi. Đau không? Nè dặn các bạn nhỏ coi. Các bạn nhỏ không? Đi đâu mà trúng cái chân chỉ vậy bay. Nè dặn các bạn nhỏ nè, có ăn kẹo thì phải xin ba mẹ đúng không? Mà ăn kẹo xong, ba mẹ cho ăn kẹo xong thì phải sao? Đánh răng để ăn chi? Để ăn chi? Đánh răng để chi? Để cho sâu nó không ăn răng. Đúng không? Rồi dặn lại các bạn nhỏ coi. Được. Bạn nhỏ mà ăn kẹo nè. Nè xin ba mẹ phải ăn kẹo. Rồi giờ sữa sinh ra đi. Chưa cho con ăn kẹo. Rồi con ăn đi. Ăn xong thì phải sao? Đánh răng. Rồi không có ngậm tay. Rồi cảm ơn cha chưa? Trời ơi ăn là hai cây luôn hả? Cảm ơn cha chưa? Rồi xin phép quý khán giả cho chị hai cây đi. Xin phép quý khán giả coi con ăn kẹo đi. Con ăn con hứa sẽ đánh răng. Nghe. Ông. Vậy trà sữa mê vậy chứ ăn xíu rồi cũng cho mấy chị anh hai ăn hết à. Trà sữa không ăn nhiều á. Rồi cảm ơn quý khán giả theo dõi video của Phương Dừa Con đi. Cảm ơn. Cảm ơn video khán giả nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh của con. Nhớ đăng ký kênh của con. Share kênh của con. Con cảm ơn. Share kênh của con. Dạ chào tạm biệt ạ. Cảm ơn ạ.